Game xả stress rất nhiều. Game này là lần đầu tôi chơi. Ây da, bác sĩ ít quá. Điều trị thất bại nên bệnh nhân chạy sạch. Bây giờ còn là bệnh viện không chứng nhận. Bạn không biết sao, bây giờ có thể rút 10 lần tuyển bác sĩ. Chắc chắn là tinh phẩm. Nhìn tôi nè, được lên bệnh viện 3A rồi. Bạn đi rút 10 lần nào, chậm trễ nữa thì không cứu được bệnh nhân đâu. Bạn giả vậy lợi hại thế sao? Bây giờ tôi đi rút. Ôi, 10 lần rút được nhiều bác sĩ giỏi quá. Không sợ bệnh nhân không có bác sĩ khám rồi. Ôi, còn tăng lên bệnh viện thành phố nữa. Siêu quá đi à.